Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đối với kênh bán hàng của bên em nhá. Và trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu tất cả mọi người một cái lô loa em vừa sưu tầm về xong. Chắc chắn là chắc xem xong video này các bác cũng sẽ rất là lâu sau các bác mới gặp lại được những cái dòng loa như thế này. Và cũng em nghĩ cũng khả năng là khó gặp lại lắm các bác nhá. Một dòng loa rất đặc biệt. Đấy, một dòng loa trả lời rất đặc biệt. Và trong video ngày hôm nay bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này các bác nhá. Đấy, mua hàng và cứ tư vấn thì các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này. Vâng ạ. Thực sự là như tôi đã nói là một cái dòng loa nó quá đặc biệt. Đấy, chạy bass 14 nhưng mà sử dụng một trung đôm và một chiếc kèn. Đấy các bác nhá. Một trung đôm và một chiếc kèn luôn. Đấy, tuyệt vời các bác luôn. Đấy, thương hiệu này có tên thương hiệu là Cao Mập các bác nhá. Cao Mập đấy ạ. Đấy, hàng thì nó xuất đi châu Âu các bác nhá. Hàng xuất đi châu Âu. Rất là đẹp luôn. Các bác nào chỉ nhìn qua cái màng của nó này, đây màng 14 này. Loa của nó loa 14 các bác nhá. Loa 14, một trung đôm và một chiếc kèn. Nó quá đặc biệt luôn. Thực sự là con này nó để đứng cũng để cũng được mà để nằm cũng được luôn. Các bác nhìn chưa? Rất là đẹp luôn. Đấy, vừa về xong các bác nhá, vừa cả bến xong. Đấy, rất tiếc là số lượng nó không có nhiều, nó chỉ có mấy ít thôi. Thì bác nào mà nhanh tay thì còn trong tay là hết các bác nhá. Đấy, sử dụng một bát 14 nhưng mà nó sử dụng cái củ của nó to cơ bằng mặt luôn. Các bác nhá. Màng carbon. Đấy, màng da rắn. Rất là đẳng cấp luôn ạ. Đấy. Chắc chưa? Phân tần thì thôi, còn nhìn vào đây thôi các bác đã thấy sướng rồi đúng không ạ? Nó làm giống như của phân tần của JB luôn. Đấy, chắc chưa? Đấy. Đồ còn đẹp nguyên, còn nguyên ni lông. Coi như nó bọc cùng nguyên ni lông luôn này. Các bác kia. Còn trên là một con trung đôm. Và trên là một con chấp kèn. Đấy, chắc chưa? Chắc là rất lâu sau các bác mới gặp lại các bác nhá. Rất là lâu sau các bác gặp lại đấy, không phải là dễ gặp đâu. Các bác nhá. Chắc chưa? Nói chung mà những cái dòng này các bác vừa để trưng bày được. Đấy, các bác để treo cũng được, để nằm cũng được, để đứng cũng được. Nói chung mà nó phù hợp với bác nào nghe Boreno nhẹ nhàng mà những cái âm sắc của loa mình nó kém, nó không có hỗ trợ chất tinh trung tinh chất nhiều thì các bác mua những cái dòng này về nghe nhẹ nhàng rất là sướng tai các bác nhá. Có những bác nào mà có nhu cầu mua về để làm loa trả lời, phòng nhà mình nó nhỏ nhỏ tầm khoảng 15-20 vuông gì đó, mình gẹp kết vào những đôi loa bát 20, 25 gì đó để làm loa trả lời thì tuyệt vời mặt trời luôn các bác nhá. Đấy, rất tuyệt vời. Còn riêng cái căng của nó thì nó sử dụng rất là đặc biệt, ở trong này nó có từ trường dính vào đây cái là 500 nó hút luôn. Đấy, các bạn nhìn chưa, chất luôn. Và trong bên trong này các bạn nhìn từ cái dây rắc dây dọ của nó này, các bạn nhìn chưa. Đấy, nó làm rất là chắc chắn kỹ càng. Đấy, thùng thì nó làm kiểu là thùng trơn rất đẹp. Đấy, rất đẹp các bạn nhá. Thì nó có hai kiểu logo, một là kiểu logo con cá heo nhảy lên, một con đó một logo con cá heo nhảy xuống các bác nhá. Đấy, rất là chất thôi nhá. Bác nào mà nghe Boreno nhẹ nhàng hoặc để trên tường trang trí rất là đẹp. Đấy, kích thước của nó cũng rất là gọn gàng. Đấy các bác nhá. Đấy, rất là gọn gàng cho các bác luôn. Đấy, rất là dễ để. Loa thì quá đẹp rồi. Đấy, các bác nhìn chưa, rất là chất các bác nhá. Bát 14, một trung trung đô 12 và một chiếc kèn. Đấy, rất là chất, đặc biệt luôn. Riêng cái dòng này thì nó thật các bác là chắc cả rất lâu sau các bác mới gặp lại các bác nhá, bởi vì nó quá đặc biệt luôn. Cái phiên bản này thì em có hỏi bên kia thì nó nói là hàng này là hàng xuất châu các bác nhá, xuất châu. Đấy, lô này và cũng rất là đẹp, và tất cả mọi thứ sử dụng các cái cầu lối ở bên ở đầu vào loa ở trên. Còn nó cái phiên bản mà ca heo kem nhỏ này thì nó cầu nhỏ, còn đâu kem ca heo to thì nó dùng cầu to các bác nhá. Rất là chất các bác nhá. Đấy, có hai phiên bản. Đấy, cái đấy gom phiên bản đây này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Cầu nhấn rất là chắc chắn các bác nhá. Đấy, rất là chất. Đấy. Thì bên em đang bán cho các bác giá một đôi này là 1.300.000 đồng một đôi. Em bao ship cho các bác các bác nhá. Đấy, 1.300.000 đồng một đôi bao ship cho anh em và bao cho anh em zin toàn phần cho anh em luôn. Đấy, sạch sẽ đẹp đẽ ngon lành. Đấy, bát 14, trung 12 và một chiếc kèn. Các bác nhá. 1.300.000 đồng một đôi, có nghĩa là hai chiếc đấy ạ. Và em bao ship cho anh em luôn. Đấy. Rất là chất các bác nhá. Bác nào có nhu cầu thì bác liên hệ trực tiếp cho bên em luôn các bác nhá.